Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chúng tôi với chúng tôi ở phần 2. Phần 2 anh Điệp sẽ trình bày về về vấn đề tổng thống Joe Biden sẽ đến Việt Nam vào ngày mùng 10 tháng 9 sắp tới. Nội dung như thế nào anh Điệp sẽ trình bày quý vị và kính anh. À, dạ thưa anh kính thưa quý vị. À, như chúng ta vừa biết rằng là trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó có sự tranh giành quyền lực giữa phe Bắc Cộng và phe Nam Cộng thì đó là vấn đề nội bộ của Việt Nam. Tuy nhiên, trước một vấn đề có thế có thể nói là nó trầm trọng hơn, quan hệ quan trọng hơn, đó là vấn đề ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó đưa lên một cái tầm tiến hơn. thì trong vài tuần qua thì chúng ta đã thấy rằng là có những cái tin tức cho biết là Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ sẽ đến thăm Việt Nam và à, cái việc mà Tổng thống Mỹ đến Việt Nam được cho biết là để nâng cấp cái sự quan hệ ngoại giao giữa hai nước và như chúng ta biết rằng là đối với Việt Nam hay là đối với quốc tế thì nó có một cái sự ngoại giao giữa hai nước với nhau nó có ba cái giai đoạn nó có ba cái 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 mặt thang thứ nhất là đối tác chiến lược toàn diện và thứ hai là đối tác chiến lược và thứ ba là đối tác toàn diện mà thôi thì giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó chỉ nằm ở trong cái chuyện là đối tác toàn diện và cái qua cái chuyến thăm lần này thì theo dự đoán, theo lời đồn đoán là tổng thống Mỹ và Việt Nam qua ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là sẽ ký một cái văn kiện là theo đó là Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ nâng cái mức việc là đối tác chiến lược toàn diện nó bỏ qua một cái giai đoạn là đối tác chiến lược. Nhưng mà theo cái sự tìm hiểu nói chung là cái chuyện mặc dầu có ba cái thứ cấp này, tuy nhiên cái việc mà ngoại giao giữa hai nước cũng còn tùy theo những cái sự thỏa thuận và theo những cái hiệp ước hay là hiệp định đối với nhau và mỗi nước có thể là mỗi khác chứ không phải nó theo mỗi khuôn mẫu. Thì được biết rằng đối tác chiến lược toàn diện của thế giới đối với việt nam thì chỉ có bốn quốc gia hiện thời bây giờ thứ nhất là trung quốc và nga là hai cái nước có thể nói là đàn anh của cộng sản việt nam cho nên luôn luôn phải có và ngoài hai nước đó thì có cái nước ấn độ và hàn quốc thì bây giờ sau một thời gian hai bên đã đi đến nhiều cái quyết định có thể nói là đôi khi nó xâm phạm vào nhau đôi khi nó có thể là chồng chéo lên nhau nhất hạn là hoa kỳ lúc nào cũng muốn rằng là các vấn đề cải thiện về nhân quyền và các cái quyền tự do về tôn giáo về đi lại về lập hội về các cái quyền tự do khác của một, của một cái đất nước văn minh áp đặt ở việt nam trước khi mà hoa kỳ nâng cấp ngoại giao của mình à, tuy nhiên thì một cái điều trái khuấy rằng là chúng ta thấy rằng trung quốc mặc dầu như ai à, mọi người đều cho biết rằng là việt nam và trung quốc và hai cái nước có thể nói là trời xanh nó đã như vậy rồi nó có một cái vị trí địa lý hay là địa chính trị của, của hai quốc gia nó đã gắn kết với nhau và từ xưa đến nay trung quốc cũng là luôn luôn lâm le là chiếm thì rất là khó chiếm để mà đô hộ cái đất nước việt nam nằm ở trong cái một phần của đất nước trung quốc nhưng mà luôn luôn trung quốc là làm áp lực kể cả mọi mặt chính trị quân sự và kinh tế à, trước đây thưa anh một thời gian cũng cả tháng nay thì chúng ta thấy rằng ở việt nam nó có một cái vấn đề là bắt trùng thì ở trung quốc nó chế một cái máy mà nó gọi là máy điện nó nhét hai cái cực âm và dương xuống dưới đất trong vòng một cái bán kính là bao nhiêu đó thì nó cho cái rung điện lên là tất cả những cái con con trùng ở dưới đất nó nó nhồi lên và người ta bắt và bán cho cái thương lái của Trung Quốc và trước đây thì chúng ta thấy rằng họ mua lá điều non mua chân trâu non rồi nó mua quế non nó mua rễ quế rồi nó mua à, củ của các cái cây tre cây trúc nó và nó bài đặt nó suối Việt Nam nuôi con ốc bưu vàng À, và bán cho đó nhưng mà kỳ thật và úc ốc, ốc bưu vàng ở việt nam bây giờ nó là một cái đại nạn vì rằng nó ăn các cái à, cây lúa các cái cây gì mà mới mọc lên là nó, nó sơi ráo cả và cái việc mà buôn bán anh thấy rằng là các hàng nông sản của việt nam mà đem qua trung quốc thì lúc nào nó, nó, nó vui thì nó cho thông quan còn nó không vui thì nó đóng cửa khẩu lại là nó làm cho các cái trái cây đó hư thối và những người nông dân ở Việt Nam mà qua các hình ảnh mà chúng ta được xem thì chúng ta thấy rằng họ rất là tức giận mà họ chặt bỏ cây thanh long cây bưởi cây sồi bây giờ tới sồi riêng và nhiều cái loại cây nông sản khác thì có khi thì không có thể xuất khẩu được và làm cho những người nông dân ở Việt Nam nằm ở trong cái chuyện là rất là tiêu đứng thì bây giờ cái việc mà nâng cấp ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì nó sắp tới theo như lịch công bố thì nó sẽ xảy ra vào ngày 10 tây tháng 9 tới đây theo giờ của Hoa Kỳ hay là ở bên Việt Nam đó có thể là ngày 11 tây tháng 9 thì trước khi đó thì mới vừa tức thì đây thì tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Đã có một cuộc tiếp đón rất là nồng hậu đối với là một cái viên chức mà của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đặt cách về vấn đề ngoại giao và cái việc này đã cho thấy rằng là dù muốn dù không cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với lệ chính trị và cai trị của Việt Nam cũng rất là to lớn khi Việt Nam mà sắp ký kết hay là sắp có những cái thỏa thuận gì với Hoa Kỳ thì trước đó những viên chức cao cấp của bộ chính trị của Đảng của nhà nước Việt Nam phải đi qua triều cống hay là phải đi qua để mà hội ý, phải đi qua mà tham khảo trước ý kiến của các cái người đồng cấp hay là cấp cao hơn của Trung Quốc trước khi về để có những cái quyết định đó. Thì cái hôm 5 tháng 9 này cũng vậy, trước khi mà sắp tới đây khoảng vài ngày nữa là tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ thì ông tổng bí thư của Việt Nam tiếp đón cái vị viên chức về ngoại giao cao cấp của đảng cộng sản trung quốc và người ta cho thấy rằng là mặc dầu rằng các cái tổ chức về nhân quyền các tổ chức về vận động về tự do dân chủ ở thế giới hay là ở trong việt nam đã nêu lên các kiến nghị yêu cầu hoa kỳ phải coi trọng vấn đề về nhân quyền vấn đề là dân chủ vấn đề các cái vấn đề khác của người dân ở trong đất nước việt nam nhưng có thể chúng ta thấy rằng là hoa kỳ không còn đặt nặng vấn đề đó nữa mà vì rằng là muốn cho vấn đề là ấn độ và thái bình dương trong một cái tổ chức mà do hoa kỳ vận động đó trong đó có sự thỏa thuận của việt nam và muốn như vậy thì hoa kỳ thật sự chính phủ hoa kỳ đã coi nhẹ cái vấn đề về nhân quyền của việt nam và muốn có những cái ưu tiên vì rằng là không muốn để cho trung quốc đã lấn nước ở trên mặt biển đông và mới đây thì chúng ta thấy chẳng những trung quốc đã theo cái lời kêu gọi của các nước có cùng ở chung một cái trên biển đông và lời kêu gọi của liên hợp quốc hay là các nước tiến bộ thì trung quốc chẳng những không có nhượng bộ về vấn đề đường, đường lưỡi bò chính đoạn của mình mà trung quốc lại thêm một đoạn nữa là 10 đoạn bây giờ là 10 đoạn và Trung Quốc thì lúc nào cũng cho rằng Hoa Kỳ là một cái nước thứ ba muốn xen vào muốn khuấy động vào cái việc mà hòa bình và ổn định ở trên biển Đông của Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng Trung Quốc là một cái nước mà có thể nói rằng họ vừa là kẻ cướp, họ vừa là một cái người hiệp sĩ. Cho nên đây là một cái vấn đề mà nếu mà tất cả các nước nhất hạn là các nước Đông Nam Á và có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, của Nhật Bổn hay là của Úc thì mai ra mới kiềm chế Trung Quốc. Nhưng mà chính phủ Việt Nam lúc nào họ cũng đặt mình dưới cái sự ảnh hưởng của Tàu Cộng cho nên chuyến đi của ông Biden sắp tới Việt Nam thật sự ra thì trên lý thuyết là nâng tầm Ngoại giao của Hoa Kỳ và Việt Nam Tuy nhiên trong thực chất Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không tiến bộ bao nhiêu Và cái việc mà Việt Nam không thoát trung Là cái việc mà mọi người đều thấy Thưa anh chương trình của chúng ta đến đây đã hết giờ Chúng tôi xin uh, chào quý vị Và hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sắp tới Trân trọng kính chào